Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình sẽ nói về vấn đề mà radio trên những được tích hợp trên những cái con máy cassette cầm tay nội địa Nhật hay là ngoài nội địa Nhật mà mình gọi là cái bản thương mại á. Đôi khi nội địa Nhật của người ta thì mặc định của người ta là FM 90 MHz à ha. Thì nếu mà mình muốn xài ở Việt Nam mình á thì là phải full 100 data mình mới xài được. Thì những con máy như thế này này. Thì những con máy này nó có hai loại, thì một loại nó là nội địa Nhật, một loại nó là bản thương mại. Thì đâu đó là nó vẫn xài chung, nhưng mà Nhật thì nó là mặc định nó là 90. Phương thương mình có thể chuyển qua thay đổi mã dùng, mã quốc gia, mình gọi nôm na gọi là như vậy để cho nó trở thành bản thương mại để mà mình nghe được radio full full đài 108 để sử dụng ở Việt Nam ha. Thì với những cái dòng máy như thế này, như con mình đang lấy con này là cái con mà đối tượng để mình làm ví dụ, thì tất cả những cái phím á, những cái phím là nó bố trí tất cả nằm ở trên cái mặt này hết rồi. Thì ví dụ như những vị trí phím như là khởi động radio, băng, chọn băng, nút enter, nút set. Còn nếu là những cái dòng máy khác mà mấy bạn không tìm thấy được những cái nút set này, những phút menu hay là phút enter này đó, thì bạn lật mở cái nắp pin này ra, thì đa số nó sẽ nằm ở đây, ở đằng sau cái nắp đẩy băng, cái nắp mà đóng mở băng á, thì có thể nằm ở đây, có thể nằm ở giữa này, cũng có thể nằm ở góc này ha. Thì cái đó là cái cách bố trí phím của nó để nó tối giản vào cái mặt trước của nó đó. Đó, như cái dòng này á, cái đối tượng ví dụ hôm nay là cái dòng GX, mà đa số những cái dòng GX như thế này là mình đều có thể mình chuyển nó qua full đài, full băng tần 108 được. Ví dụ như bây giờ mình vô mình bắt đầu luôn, ví dụ bây giờ băng nè là 90 nè ha, mình làm ví dụ nhẹ thôi cho nhanh gọn để đỡ làm tốn thời gian của mọi người đó. Mình test thử rồi, băng tần nó lên chỉ được 90 thôi. Thì bây giờ mình sẽ làm như thế nào, mình sẽ chia sẻ với các bạn để mà chuyển đổi mã vùng để nó lên full 108 đó, 90 là hết ha. Thực tế ra là mình cũng từng làm cái clip mình up trực tiếp lên Facebook, và mình cũng làm một cái kênh YouTube tương tự như thế này rồi, nhưng mà cái clip hiện tại, cái kênh đó hiện tại đang bây giờ đang bị lỗi nhẹ, cho nên mình làm lại cái kênh này mình up lên lại cho mọi người. Thì mọi người coi clip bên kia rồi hay là giờ mình coi clip lại này cũng đâu có sao, lâu lâu mình quên mình lên ra mình coi lại ha. Thì để dành cho những ai chưa coi luôn, thì bây giờ mình bắt đầu, ví dụ mình làm lại từ đầu đi. Đây, cái này đang ở chế độ băng cassette nè, mình bấm là nó quay băng nè ha, đó, nó chạy băng nè ha. Bây giờ mình tóp đi, tóp cassette rồi, bây giờ mình bấm luôn radio, radio nè, bấm vô đó. Bây giờ bấm chìm vô nút enter này từ 3 giây thôi, 3 giây nó sẽ thấy nó chớp đó, không tới 3 giây đâu, mình nói đó là một cách ví dụ thôi mà nó không tới 3 giây nó chớp rồi ha. Thì bây giờ mình ấn giữ tiếp cái nút băng này, ấn giữ tiếp luôn cũng là 1 đến 3 giây, kích hoạt hơn rồi, ấn giữ tiếp, ấn giữ tiếp lúc này để cho nó hiện lên cái mã dùng nè đó ha, máy dùng nó đang chớp rồi. Làm lại, ấn giữ enter 1 đến 3 giây. Lộn. Đây, bật mở khởi động radio, ấn giữ enter đó, trong vòng 1 đến 3 giây là nó sẽ chớp. Xong rồi mình ấn giữ cái nút băng này nè, ấn giữ từ 1 tới 3 giây luôn là nó sẽ hiện lên máy dùng đó, chớp chớp máy dùng rồi đó. Thì bây giờ mình sẽ điều chỉnh lên xuống bằng cái nút này nè, hai cái nút nè, Tuning Reset nè, điều chỉnh lên. Mình lựa chọn cái mã dùng khác ngoài Nhật hay là cái mã dùng nào đó là nó khác đi để được lên lên 108 như USA. Thường thường mấy bạn thấy mấy cái AMRI receiver của Mỹ đó, Nhật xuất Mỹ này kia là đều là FM 108 hết, cho nên bây giờ mình chọn là USA, chọn USA xong xuôi hết rồi mình bấm Enter thêm lần nữa. Cái này không cần phải giữ, bấm vô phát là ok, là nó sẽ hiện lên liền đó ha. Nãy 90 là bây giờ lên 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 94 liền nè, nhưng mà mình cứ thử đi, bấm vô, bấm cho nó chạy là lên đó. Bây giờ nó hiện lên 97.5 là nó tự nhận được đài rồi đó. Đó, rồi lên full 108 ha. Thực sự rất đơn giản, nhiều khi là các bạn rồi hay là mọi người không có để ý tới nó thôi, chứ còn thực sự rất là đơn giản ha. Rồi lên 108 giờ là xong. Thì mấy bạn nhớ tất cả những cái phím, nhiều đối với dòng GX này á,
Thì cái phím là tất cả những cái phím là nó nằm ở trên cái phím điều khiển nằm trên mặt này hết rồi. Thì bây giờ những cái con nào mà ví dụ như coi trong clip nào về dòng GX hoặc là những cái dòng khác mà nó tương đồng như thế này thì các bạn cũng có thể làm theo cách này được. Mà nếu như mà những cái con máy đó mà cái phím nó không bố trí đầy đủ như cái phím của con máy này á, thì nhớ ha, lật cái đằng sau cái nắp pin này nè. Ê, quên cái nắp băng ha, nắp để băng ha, mấy bạn thông cảm cho mình. Nè, nó có thể nằm ở đây, nằm ở đây, nằm ở đây. Thì có những con nó có một cái hộc nhỏ để đựng cái viên pin cúc áo, thường thường nó là mã pin của nó là CR2016 á, là nó để là nó lưu lưu nhớ đài ha. Còn đơn giản thôi, ở đây mình chỉ là mình chia sẻ cái cách mấy bạn chuyển qua 108 thôi, còn nhớ đài là mấy bạn làm được hết rồi, đơn giản, cho nên mình cũng không nhất thiết mình không có làm thêm để làm mất thời gian của mấy bạn ha. Rồi, chúc mấy bạn vui với cái con máy mà mình sưu tầm, mình nghe, mình sử dụng ha. Rồi mình xin hết, nếu mà cái video này có cảm thấy có ý nghĩa hay là thú vị gì đó, mọi người đăng ký kênh giùm mình ha. Rồi ngoài ra mọi người có thích yêu cầu mình làm thêm cái gì thì cũng có thể là comment, là mình sẽ nghiên cứu và mình làm theo cái ý kiến của mọi người ha. Rồi mình xin hết, xin chào tạm biệt.